Vùng cao Thanh Hóa, nơi quần cư từ bao đời của các dân tộc Thái, Mường, Dao, Thổ, Mông, Khơ Mú. Mỗi dân tộc đều có những sắc thái riêng, độc đáo. Từ những bộ trang phục rực rỡ sắc màu đến những nét văn hóa lễ hội đặc trưng, đồng bào Thái có các điệu múa xòe, múa sạp, trò diễn dân gian. Đồng bào Mường có múa pồn pông, người Dao có múa rùa, múa hát, người Mông có múa ô, múa khèn. Vùng cao Thanh Hóa còn nổi tiếng với những khu bảo tồn thiên nhiên hoang sơ, những thác nước kỳ vĩ, những cánh đồng ruộng bậc thang lúa chín vàng, những dãy núi đá vôi trùng điệp. Hiện nay, vùng cao Thanh Hóa đang là địa điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Lê Trang xin chào quý vị và các bạn. Với chủ đề của tháng 9 đó là sắc màu văn hóa vùng cao, thì ban tổ chức cuộc thi ảnh Khoảnh khắc cuộc sống đã nhận được rất nhiều những tác phẩm ảnh của các tay máy trong và ngoài tỉnh về thiên nhiên, con người, về những lễ hội truyền thống độc đáo và cuộc sống lao động của người dân vùng cao xứ Thanh. Tác phẩm xuất sắc nào sẽ chinh phục được ban giám khảo, giành giải đồng hạng trong tháng 9 và được lọt vào cuộc thi chung kết năm? Câu trả lời sẽ có trong phần sau của chương trình. Cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Ngọc, trung tâm in phóng ảnh cỡ lớn Trường Giang đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì Lê Trang xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một vị khách mời đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay. Mỗi ngày, anh Nguyễn Anh Tuấn thường bắt đầu công việc giảng dạy của mình tại trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú Bá Thước từ rất sớm. Với anh, nghề giáo là một công việc nhiều nỗi vất vả nhưng cũng thật nhiều niềm vui. Đa số học sinh ở đây là con em các dân tộc thiểu số thuộc 14 xã của huyện vùng cao Bá Thước. Việc giảng dạy cho học sinh miền xuôi đã khó, với học sinh miền núi thì lại càng khó hơn. Làm cách nào để giúp các em tiếp thu những kiến thức mới, hòa nhập với cuộc sống chung, hiện đại, nhưng không làm mất đi bản sắc văn hóa dân tộc, là một điều không hề dễ dàng. Thế nhưng, với sự nhiệt huyết và lòng yêu nghề, thầy giáo Nguyễn Anh Tuấn đã luôn quan tâm, chia sẻ đến học sinh của mình những kiến thức thực tế, gần gũi nhất. Qua đó, giúp học sinh có niềm say mê học tập, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Bên cạnh công việc dạy học, thầy giáo Nguyễn Anh Tuấn còn có niềm đam mê dành cho nhiếp ảnh. Nguyễn Anh Tuấn luôn trăn trở, hết mình cho việc sáng tác. Gần đây nhất, tác phẩm ảnh Chung tay của Nguyễn Anh Tuấn đã xuất sắc chinh phục được ban giám khảo và đoạt giải cao nhất của cuộc thi ảnh Khoảnh khắc xứ Thanh năm 2017 do Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa tổ chức. Vậy thì bây giờ anh có thể chia sẻ cho em biết một chút về cái khoảnh khắc, cái kỷ niệm đáng nhớ khi mà anh bấm máy để chụp. Thì bức ảnh chụp tay ấy, thì một lần anh đi công tác ở trong xã Vùng Cao, ở thuộc ở Lăng Trình, xã Vùng Cao. Thì anh đang trên đường đi thì thấy một cái khung cảnh, cả một cái xóm làng người ta đang tập trung về người ta cùng xây dựng cùng lợp trong một cái nhà. Anh thấy một cái sự chung tay của cả một cái cộng đồng giúp cho một cái nhà dân. Và lúc đó là anh xuống bấm máy. Và không biết là tại quê hương Bá Thước của anh thì cái bản sắc văn hóa truyền thống đó thì hiện đến bây giờ thì nó còn tồn tại không ạ? Đồng bào ở trên miền núi thì ở trong vùng trong thì người ta vẫn đang còn giữ cái bản sắc đấy. Và mọi người cứ một nhà mà làm thì mọi người đều chung tay đến để góp sức. Và là một người đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh này, và song song đó thì đang là một người thầy giáo, vậy thì anh có muốn gửi gắm điều gì với học sinh của mình thông qua những cái tác phẩm ảnh của mình không ạ? Anh thì là một thầy giáo dạy mỹ thuật, cho nên về cái niềm đam mê với ảnh, với mỹ thuật, với nhiếp ảnh, và anh dạy học sinh nhất là với các bài phong cảnh thì anh có lồng ghép những cái bức ảnh anh chụp cho các em thấy được cái vẻ đẹp của quê hương Bá Thước, các em cũng từ đó các em có cảm nhận riêng để cảm nhận hơn. Vâng, và chúc cho những tác phẩm ảnh của anh sẽ đạt được cái thành công cao tại cuộc thi ảnh các cuộc sống năm 2018 ạ.
Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 9, Ban tổ chức cuộc thi ảnh Khoảnh khắc cuộc sống đã nhận được 80 tác phẩm ảnh gửi tham dự, bao gồm cả ảnh chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số và ảnh chụp bằng điện thoại di động smartphone. Ngay bây giờ, Lương Trang xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và giao lưu với hai vị giám khảo quen thuộc của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Nguyễn Hồng Sơn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, trưởng ban tổ chức và là thành viên ban giám khảo của cuộc thi ảnh Khoảnh khắc cuộc sống năm 2018. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Công Bình, EFIAP, hội viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, thành viên ban giám khảo. Thưa nhà báo Nguyễn Hồng Sơn, những giá trị văn hóa nào đã được giới thiệu thông qua các tác phẩm ảnh gửi tham dự chương trình số tháng 9 vừa qua với chủ đề sắc màu vùng cao ạ? Chủ đề của tháng 9 là sắc màu văn hóa vùng cao. Thế thì muốn thể hiện được cái chủ đề này thì phải hiểu được cái văn hóa như là thế nào. Văn hóa thì có thể nói gọn lại là tất cả những cái giá trị vật chất và tinh thần do con người tạo ra. Có thể hình dung cách đơn giản đó là cái nét đẹp văn hóa, đó là nét đẹp về cái con người và vùng đất ở vùng cao. Mà nói vùng cao là nói cái địa bàn sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Ở Thanh Hóa mình đấy là địa bàn sinh sống của người Mông, người Thái, người Mường, người Dao, người Khơ Mú, người Thổ, đúng không? Thế thì các cái tác phẩm mà phản ánh được cái đó thì đó là đúng với chủ đề. Hay là rất nhiều cái công trình mới, những cái nét đẹp của cuộc sống hiện đại này nó đan xen, nó hòa quyện, nó tồn tại hài hòa với giá trị văn hóa truyền thống. Và cái đó mới là cái nét đẹp của bây giờ. Xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Hồng Sơn. Thưa nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Công Bình, vậy chất lượng nghệ thuật mà các bức ảnh gửi về cho ban tổ chức trong tháng 9 vừa qua như thế nào ạ? Cái được đầu tiên để mà chúng ta đáng mừng là đã xuất hiện những tay máy mới có cái lòng đam mê về nhiếp ảnh. Và cũng đã chịu khó để đi khắp các cái vùng miền của tỉnh Thanh Hóa để tìm được những cái khoảnh khắc đẹp để gửi ảnh tham gia chương trình. Đấy là một cái điểm đáng mừng. Và điều đáng mừng thứ hai là các tác giả đã rất chú tâm để khai thác các góc cạnh trong cuộc sống, những cái nét văn hóa truyền thống của các dân tộc vùng cao Thanh Hóa. Xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị giám khảo. Còn bây giờ, Lương Trang mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng những bức ảnh đẹp nhất của tháng 9, chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số và chụp bằng điện thoại di động smartphone đã được các thành viên trong ban giám khảo thống nhất lựa chọn giới thiệu trên sóng truyền hình. Lại với hai vị giám khảo, thưa nhà báo Nguyễn Hồng Sơn, mặc dù chúng ta đã nhận được khá nhiều tác phẩm ảnh dự thi, tuy nhiên theo đánh giá của ông thì các tác phẩm đã phản ánh đầy đủ chủ đề của tháng 9 hay chưa? Trên thực tế thì thấy cũng rất nhiều cái hạn chế. Ví dụ như có 6 cái dân tộc thiểu số sống ở trên địa bàn Thanh Hóa thì gần như không thấy cái hình ảnh nào về người Khơ Mú, người Thổ và người Mông. Cái thứ hai nữa là thế này, toàn là những cái nét văn hóa truyền thống từ cổ xưa, không có cái gì mới cả. Tại sao lại không có cái cảnh mà sinh hoạt của đồng bào dân tộc ở bên cái chân đập thủy điện Cửa Đạt chẳng hạn? Xin được cảm ơn những chia sẻ của hai vị giám khảo. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi những bức ảnh xuất sắc được Hội đồng Ban giám khảo thống nhất lựa chọn để trao giải đồng hạng trong tháng 9. Tác phẩm Đường về bản còn xa của Lê Quang. Tác phẩm Tưa co sỏ khổ của Hà Văn Trung. Phẩm Mùa nước đổ Thành Sơn Bá Thước của tác giả Đỗ Xuân Tứ. Tác phẩm Múa xòe của Vũ Thanh An. Khoảnh khắc cuộc sống, cuộc thi ảnh trên sóng truyền hình Thanh Hóa năm 2018 với sự bảo trợ nghệ thuật của Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Với 12 chủ đề ưu tiên cho từng tháng, cuộc thi nhằm phản ánh nét đẹp của quê hương Thanh Hóa, nét đẹp của người Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc trên khắp mọi miền Tổ quốc và cả ở nước ngoài.
Giải thưởng của cuộc thi Khoảnh khắc cuộc sống năm 2018 gồm giải dành cho các tác phẩm được chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số và giải dành cho các tác phẩm được chụp bằng điện thoại di động. Tổng giải thưởng của cuộc thi 100 triệu đồng. Ảnh dự thi gửi về địa chỉ email khoanhkhacuocsongttv@gmail.com, điện thoại liên hệ 02373 852 623, 0904 359 966. Hãy truy cập fanpage của chương trình facebook.com/khoanhkhacuocsong để biết thêm thông tin chi tiết. Vâng, với chủ đề ưu tiên trong tháng 10 đó là đất thanh đất học, thì nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Công Bình có định hướng như thế nào để giúp các tay máy của chúng ta có thể chụp được những tác phẩm ảnh đúng chủ đề và ưng ý nhất không ạ? Sứ thanh của chúng ta thì từ xưa đến giờ vẫn là cái đất học, rất nhiều nhân tài, rất nhiều các em học sinh giỏi, rất nhiều thủ khoa, rất nhiều trạng nguyên. Đấy, thì chúng ta sẽ có những cái địa điểm để chúng ta sáng tác, ví dụ như cái đất học ở Hoàng Hóa, ví dụ như những nhân tố tiêu biểu của trường Lam Sơn, rồi các em học sinh của chúng ta nhận giải thưởng quốc tế, rồi phong trào khuyến học của từng địa phương đối với những các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi trong năm học, rồi cái quan tâm của gia đình, đấy, những gia đình có cái truyền thống hiếu học, thì những quan tâm của gia đình, của dòng họ đối với các em học sinh giỏi, thì đấy là những cái đề tài theo như tôi là chúng ta rất dễ khai thác. Và trong đó có thêm một cái nữa, thì cái này thì có lẽ là tôi nghĩ là nó phải là có cái tính khoảnh khắc. Ví dụ như chúng ta phát hiện được ở trong cuộc sống của chúng ta một hai em học sinh đậu tốt nghiệp đại học, hoặc đậu một thủ khoa của một cái trường nào đó, hoặc có thành tích tốt trong năm học, một cái niềm vui phấn khởi rạng rỡ về trình báo với cha mẹ, với ông bà thành tích học tập của con trong một năm. Vâng, vậy còn nhà báo Nguyễn Hồng Sơn thì sao ạ? Với chủ đề của tháng 10 thì ông chờ đợi điều gì từ các tác phẩm ảnh sẽ gửi đến dự thi trong chương trình ạ? Theo tôi nghĩ là phải nói lên được 3 điểm. Thứ nhất, đó là một cái truyền thống. Bây giờ có thể đến chụp một cái văn bia, một cái di chỉ nào đó, một cái di tích nào đó để nói về cái sự học. Ví dụ như là cái văn bia ở ngã Ba Bia, hay là cái đền thờ, cái Trạng Quỳnh ở dưới ở xã Hoàng Lộc. Đấy là nói về giá trị truyền thống. Và cái giá trị truyền thống đó bây giờ một khía cạnh thứ hai là cái sự chuyên tâm học hành của người thứ thanh ấy. Trong cái thời hiện đại thì học sinh bây giờ là học bên những cái máy tính, đúng không? Học sinh bây giờ là có những cái phòng thí nghiệm hiện đại. Thế là đấy là một ý nữa. Một ý nữa là cái sự học này ngày xưa là đỗ đạt, còn bây giờ là giành được những cái danh hiệu, những cái giải thưởng rất là lớn. Ví dụ kể cả Olympic quốc tế, Olympic khu vực thì chúng ta có thể chụp gương mặt sinh viên, học sinh của mình được những cái giải cao như thế, hay là cái lễ tôn vinh những học sinh như thế, thì hàm được 3 cái ý đó thì sẽ đúng được cái chủ đề đất thành đó. Tất nhiên trong một bức ảnh có thể không thể nói được cả ba điều đó, nhưng mà có thể nói từng khía cạnh. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn hai vị giám khảo đã tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, ban tổ chức bắt đầu nhận ảnh từ hôm nay cho đến ngày 25 tháng 10 năm 2018. Quý vị và các bạn hãy gửi ảnh về địa chỉ khoanhkhacsuthanh@gmail.com hoặc địa chỉ khoanhkhacuocsongttv@gmail.com. Những giải thưởng hấp dẫn đang chờ đón các tác giả có tác phẩm ảnh đẹp. Cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Ngọc, trung tâm in phóng ảnh cỡ lớn Trường Giang, thành phố Thanh Hóa đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ, Lê Trang xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.